Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với video tiếp theo của Thiên Sư Cầm. Trong video này thì mình sẽ chia sẻ cho các bạn top 8 loại chim hot hay nhất hiện nay. Đầu tiên là chim họa mi. Hầu hết họa mi thì đều rất là rát người nên là khó thuần để nuôi. Muốn chim dạng thì phải nuôi thật lâu hoặc là phải nuôi chim non từ nhỏ. Họa mi có giọng hót hay, có giọng hồi này, tiếng hót được cất lên và dồn từ cao xuống thấp, giọng đổ, tiếng hót có một độ cao, rung rất đều như tiếng rung của cần violon và giọng ngắt, giọng hót họa mi nghẹn ngào dường như có chút đứt quãng. Với chim sơn ca là một loài chim có thân hình nhỏ được trời phú cho tiếng hót hay, âm điệu trong và cao và đương nhiên là một trong những loài chim hót hay nhất trong giới chơi chim nhận định. Chim chích chòe. Chim chích chòe thì tiếng hót của chim chích chòe có âm than to vàng, tiếng hót của chim đủ các giọng hồi, giọng đổ, là một cái loại chim dạng người và hay hót. Chim hoàng yến. Chim hoàng yến thì lại thường sống nhiều tại quần đảo Canary, phía Tây Ban Nha. Với chim hoàng yến thì khi chúng nghe những âm thanh quen thuộc hàng ngày, chúng sẽ có tập tính hót theo và thường sẽ lặp đi lặp lại. Hoàng yến thường hót vào tất cả các mùa ngoại trừ mùa hè và nó được ví như ca sĩ sở hữu giọng hát trời phú vô cùng ngọt ngào. Chim khuyên. Giọng hót của chim khuyên mang một nét hấp dẫn riêng. Chúng được biết với cái tên là thánh thót giọng trong veo, cao vút. Chim khiếu. Loài chim này thường sống chủ yếu tại núi rừng, thế nên là khi sở hữu được một con chim khiếu là một điều vô cùng may mắn với người nuôi. Những con chim khiếu thì có mỏ kênh hoặc hở, chúng sẽ hót được rất nhiều tiếng và nhiều giọng khác nhau. Nhờ sự đặc sắc ấy trong giọng hót, không hề áp đặt theo một khung khổ nào mà chim khiếu luôn luôn được nhiều người thích thú và săn đón. Chim vàng anh. Chim vàng anh là một loài chim được rất nhiều người chơi săn đón. Giọng hót của chúng khá giống với tiếng chim rẻ cùi, nhưng giọng hót của chúng thánh thót hơn rất là nhiều. Là một trong những loài chim hót rất giỏi, có kích cỡ không lớn, nó được mệnh danh là một chú chim có giọng hót giàu cảm xúc. Và cuối cùng, chim trà mào. Một loài chim cực kỳ phổ biến mà bất kỳ anh em chơi đều biết. Đây là một loài chim có giọng hót không kém cạnh gì so với những loài chim khác. Và ngoài ra, giọng hót của trà mào có cảm giác êm dịu, êm tai. Sáng sớm là thời điểm mà trà mào thể hiện giọng hót của mình, và nhờ vào tiếng hót êm ái, dễ nghe nhưng lại mang màu sắc riêng biệt trong giọng hát. Chính điều đó đã giúp cho cái tên trà mào được liệt kê vào danh sách những loài chim có giọng hót hay nhất. Cảm ơn các bạn đã xem video top 8 loại chim hót hay nhất tại Việt Nam hiện nay. Nếu như các bạn còn biết loại chim nào, hãy comment xuống video này nhé. Và nếu như bạn có thắc mắc thì hãy ghé thăm fanpage của Thiên Sơn Cầm cũng như website thiensoncam.com. Hẹn gặp lại các bạn vào những video tiếp theo của Thiên Sơn Cầm. Xin chào và tạm biệt.